Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Dòng chảy cuộc đời. Ba kiểu ăn nói dễ gặp phải tai họa, nhất định bạn phải tránh, và ba điều bạn tuyệt đối không nên khoe khoang trong cuộc đời. Phần 1. Ba kiểu ăn nói dễ gặp phải tai họa, nhất định bạn phải tránh. Nếu bạn không muốn bản thân gặp tai họa và bị xa lánh, tốt nhất hãy tránh ba kiểu nói sau đây. Tăng Quốc Phiên 1811-1872 là một trong tứ đại danh thần cuối thời nhà Thanh trong lịch sử Trung Hoa. Lúc sinh thời, ông là người cần kiệm liêm chính, không vì cao quan mà kiêu ngạo, luôn lấy đức làm đầu, nhờ vậy mà đạt được nhiều thành công trên chốn quan trường. Thế nhưng, những thành công ấy một phần cũng bắt nguồn từ cách nói chuyện của ông, cũng chính là nguyên tắc giới đa ngôn mà ông luôn theo đuổi. Như người xưa đã có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, chỉ nên nói những lời bổ ích, chớ nói những điều thừa thãi. Tăng Quốc Phiên cũng cho rằng, làm việc không thể tùy tâm, nói chuyện không thể tùy ý. Quan niệm này của ông thực chất bắt nguồn từ một việc nhỏ. Chuyện kể rằng, Tăng Quốc Phiên năm đó được vào làm ở Viện Hàn Lâm nên có phần đắc ý. Có lần vào dịp sinh nhật cha, bạn thân của ông là Trịnh Tiểu San đến chúc thọ. Trong lúc nói chuyện, Tăng Quốc Phiên đã có những lời hoanh hoang khoác lác khiến cho bạn tức giận tới mức phẩy áo ra về. Sau sự việc đó, Tăng Quốc Phiên nhận thấy lỗi lầm của mình và vô cùng hối hận. Cũng kể từ khi ấy, ông bắt đầu chú ý hơn đến những lời nói cũng như hành động của bản thân mình. Dưới đây là ba kiểu nói mà ông cho rằng con người không nên phạm phải, như thế mới tránh được những mâu thuẫn, thù địch, thậm chí là tai họa khó lường. 1. Nói thẳng. Nói chuyện cũng là một nghệ thuật. Lời nói hay sẽ như thêu hoa lên gấm, lời không hay lại như giá rét đêm đông. Khi nói chuyện chớ nên nói quá thẳng thừng, bởi vì mọi người đều có lòng tự trọng và kiêu hãnh riêng của mình. Nếu bạn nói chuyện bừa bãi và không để ý đến tình hình của người khác thì sẽ khiến người nghe bối rối mà mất hứng. Tăng Quốc Phiên đã từng khuyên san con trai rằng, từ xưa đến nay có hai điều tổn đức dễ dẫn đến thất bại, đó là kiêu ngạo và nói nhiều. Nếu lời nói của chúng ta đem tới cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái như nước suối thì lời nói sẽ thấm nhuần vào tâm can người đối diện. Chớ đừng nói chuyện cuồn cuộn và mãnh liệt như những con sóng dữ, bởi hiệu quả của lời dứt khoát và lời nhẹ nhàng là khác nhau và cách nói sau thường sẽ được người khác đón nhận hơn. Để người khác lắng nghe lời bạn nói chính là mấu chốt của việc giao tiếp. Nếu như phương pháp truyền đạt không đúng thì cho dù những lời nói đó có chân thành và giá trị đến đâu mà đối phương không lắng nghe thì cũng là uổng phí. Những lời uyển chuyển và mềm mại thì không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn để lại khoảng trống cho đối phương, từ đó ổn định cảm xúc của họ và tiếp tục cuộc đối thoại. 2. Nói xấu người khác. Những người ngồi lê đôi mách thường rất dễ bị ghét, đặc biệt là những kẻ nói xấu sau lưng người khác. Tăng Quốc Phiên đã từng viết trong một bức thư gửi người nhà như sau. Thường nói chuyện thị phi, ắt là người thị phi. Những người thường xuyên ăn nói huyên thuyên, chuyện bé xé ra to ắt không phải là hạng người tốt. Gây chuyện ắt sẽ có ngày gặp chuyện, đó là lật nhân quả ở đời. Ngược lại, người thực sự thông minh sẽ luôn tìm cách học hỏi hoặc cải thiện bản thân trong thời gian rảnh, tránh lãng phí thời gian và năng lượng của mình. 3. Nói lời kiêu căng, ngạo mạn. Trong quá trình giao tiếp, trước tiên hãy thẳng thắn và đừng nói những lời ngạo mạn khiến người khác phản cảm. Bên cạnh đó, đừng dễ dàng tiếp nhận những việc bạn không thể làm, bởi một khi thất tín, bạn sẽ đánh mất sự tín nhiệm người khác dành cho mình. Đừng vì sự hy sinh của mình mà nói chuyện một cách ngạo mạn và bộc lộ những thiếu sót của bản thân, bởi vì làm như vậy chỉ khiến bạn mất nhiều hơn được. Thời Ngụy Tấn, có người tên Chu Bá Nhân luôn luôn ăn nói hết sức ngạo mạn. Tấn thư ghi lại, có lần Tấn Nguyên Đế từng mở tiệc chiêu đãi quần thần, trong lúc cơm no rượu say, ngài có nói: những người ngồi đây đều là những đại thần trong cả nước, chúng ta hôm nay cùng tề tiểu ở đây. Chúng ái khanh có thấy ta sống vua Nghiêu Thuấn thời cổ hay không? Các đại thần đều gật đầu nói phải, duy chỉ có Chu Bá Nhân lúc đấy là ngà say lớn tiếng nói: đều là hoàng đế,
Nhưng hoàng đế ngày nay sao so được với thánh nhân thời xưa? Hoàng đế nghe xong vô cùng tức giận, lập tức hạ chỉ xử tử bá nhân. May sao, vài ngày sau, ông đã được đặc xá. Câu chuyện này cũng truyền tải cho chúng ta một đạo lý, nên học cách khiêm tốn, chớ kiêu ngạo như Chu bá nhân, kẻo có ngày rước họa vào thân. Phần 2. Trong cuộc đời, có 3 điều bạn tuyệt đối không nên khoe khoang. 1. Các mối quan hệ xã hội. Người Trung Quốc có câu nói: ở nhà cậy cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Nhiều người luôn luôn cố gắng tạo quan hệ với bất cứ người nào, đặc biệt là người nổi tiếng. Không ít người lại lấy việc có được số điện thoại hay được chụp ảnh với người nổi tiếng làm tự hào để đi khoe khoang. Biên tập viên CCTV Nhuế Thành Cương đã tự nhận mình là bạn của các chính khách nổi tiếng như Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Thủ tướng Nhật Bản Kan Naoto, đến nỗi cư dân mạng còn đặt tên cho cuộc họp thường kỳ của Diễn đàn Kinh tế Thế giới là cuộc hội ngộ của Thành Cương và những người bạn. Năm 2015, Nhuế Thành Cương phải đối diện với mức án ngồi tù. Tất nhiên những người bạn thân thiết kia chẳng hề đoái hoài đến anh ta. Đến cả phe cánh ngày trước của anh ta cũng tan đàn xẻ nghé. Kết cục của Nhuế Thành Cương là vô cùng bi thảm. Bản chất của các mối quan hệ xã hội là sự trao đổi tài nguyên giữa hai bên ngang tài ngang sức. Dale Carnegie nói rằng một trong những bài học quan trọng nhất của cuộc đời là biết phát huy ưu thế của bản thân, làm cho người khác phải tôn trọng mình. Bạn đừng nghĩ mình có thể dễ dàng qua mặt được người đời nếu như không đem thực lực của bản thân ra trao đổi. Người ta cũng không dễ gì kết giao với bạn. 2. Sự thông minh của bản thân. Ngày chú hai thăng chức đã không nhận được bất cứ một lời chúc nào đến từ đồng nghiệp. Những ngày sự nghiệp phất lên như diều gặp gió này cũng là những ngày chú vô cùng thỏa mãn về năng lực và cơ hội của bản thân. Ngày nào, chú ấy cũng đều khen mình trước mặt các đồng nghiệp. Sau nhiều lần như vậy, đồng nghiệp không những không chung vui cùng chú mà còn vô cùng khó chịu. Chú hai dần dần bị đồng nghiệp xa lánh. Chú đã phát hiện ra sự thay đổi thái độ của mọi người đối với mình, nhưng lại chưa bao giờ đi tìm hiểu lý do. Vào ngày mời mấy người bạn đến nhà ăn cơm, chú hai lại không tiếc lời ca ngợi khả năng của bản thân. Hơn nữa, chú còn không hề che giấu sự ngạo mạn của mình trong lời nói. Đến khi tiệc tan, có một người đã ở lại nói chuyện với chú. Với kinh nghiệm của một người làm sếp lâu năm, bác ấy nói: sau này, chú đừng mang chuyện chú được thăng chức ra để nói với đồng nghiệp và bạn bè như vậy. Chú hai đáp: em được thăng chức đâu có nhờ vào quan hệ hay quà cáp. Chuyện này có gì mất mặt mà lại không thể nói ra chứ? Bác kia trả lời: chú là ngốc thật hay là giả vờ vậy? Chú không nhìn thấy thái độ vừa khinh khỉnh vừa ghen tức của những người kia sao? Hay là chú quá đắc ý nên tự cho mình là trung tâm? Kể từ sau khi nói chuyện với ông bác đó, chú luôn để ý thái độ của đối phương mỗi khi nhắc đến chuyện thăng chức của mình. Quả là ông bác kia nói không sai, thái độ của bọn họ đều rất khó chịu. Thế là chú ngưng đem chuyện của mình ra khoe khoang. Chú chuyển sang lắng nghe, tán dương những chuyện tốt của các đồng nghiệp khác. Lâu dần, chú hai đã tạo dựng được một mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp xung quanh. Nếu muốn tìm kẻ thù, hãy luôn thể hiện mình giỏi hơn người khác. Còn nếu muốn tìm một người bạn, hãy để người khác giỏi hơn mình. Bởi vì lúc bạn bè giỏi hơn ta, họ sẽ có cảm giác được làm người quan trọng. Khi ta giỏi hơn họ, họ sẽ có cảm giác tự ti, ngưỡng mộ và xen lẫn một chút đố kỵ. 3. Năng lực của bản thân. Trong cuộc gặp mặt của các nhà văn, có một tác giả nam ăn mặc rất bảnh bao. Anh ta luôn muốn bản thân là trung tâm của buổi gặp mặt. Vì vậy, đi đến đâu anh ta cũng vỗ ngực tự hào rằng mình đây đã viết được rất nhiều tiểu thuyết. Lúc này, anh ta chợt nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi ăn mặc giản dị đứng ở trong góc. Anh ta liền tới đó để khoe khoang: chào ba, tôi là một nhà văn, đã có hơn 30 cuốn tiểu thuyết được xuất bản. Người đàn bà liền mỉm cười và gật đầu đáp lễ. Thái độ thiếu nhiệt tình của đối phương không khác nào tạt cho kẻ kiêu căng kia một gáo nước lạnh. Anh ta lên tiếng hỏi: không biết bà đã viết được bao nhiêu cuốn tiểu thuyết rồi? Người phụ nữ trả lời: tôi chỉ viết được đúng một cuốn tiểu thuyết. Anh ta liền mỉa mai rằng: không biết cuốn sách đó đã có ai đọc hay chưa thưa bà? Anh ta vốn không biết đấy chính là Margaret Mitchell, chủ nhân của cuốn tiểu thuyết kinh điển Cuốn Theo Chiều Gió. Chỉ đến khi nghe thấy tên của cuốn tiểu thuyết đó, anh ta mới cảm thấy xấu hổ trong tiếng cười giễu cợt của bao người. Làm sao để biết người bên cạnh là người thông minh?
Khi bạn gặp một người, người đó không chỉ hiểu mà còn biết tôn trọng quan điểm và niềm tin của bạn. Bạn và người đó rất hợp nhau. Ở bên họ, bạn cảm thấy thoải mái. Nhưng lúc bạn muốn đến gần họ hơn, thì bạn lại phát hiện họ luôn giữ một khoảng cách nhất định với bạn. Hóa ra, họ đã luôn giữ khoảng cách đó với bạn ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này. Có người nói, không biết khiêm tốn chính là thiếu hiểu biết. Người có giỏi đến mấy cũng chỉ là người bình thường. Họ cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Một người suốt ngày chỉ thích vỗ ngực ta đây, thật ra họ đang tìm cách lấp đầy sự khiếm khuyết bên trong bản thân. Họ không có bất cứ một chỗ dựa tinh thần vững chắc nào, vì thế họ luôn không ngừng tìm kiếm sự khẳng định từ thế giới bên ngoài. Họ thích nhận được những lời tán dương và sự ngưỡng mộ của người đời. Đọc một vạn cuốn sách như đi một vạn dặm đường, một người đọc nhiều sách sẽ có suy nghĩ sâu sắc và nội tâm phong phú. Mạnh mẽ là có tài năng nhưng không khoa trương hay hống hách. Bạn mạnh mẽ là khi bạn có thực lực nhưng luôn biết tôn trọng người khác. Chúng ta hãy tu dưỡng, rèn luyện những đức tính tốt đẹp, bắt đầu từ việc rèn luyện lòng khiêm tốn của bản thân. Và để theo dõi thêm những video clip mới được phát hành hàng ngày trên kênh Dòng Chảy Cuộc Đời, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và bên cạnh đó đừng quên bấm vào biểu tượng chiếc chuông nhỏ ở bên cạnh nút đăng ký nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.